Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng có buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các phường bị cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà. Đến kiểm tra các chốt kiểm dịch Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền thuộc phường An Hải Bắc và chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ thời gian qua và mong muốn các thành viên tham gia các chốt kiểm dịch tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly, qua đó sẽ góp phần cùng các cấp các ngành thành phố sớm khống chế đẩy lùi dịch bệnh. Đến thăm bà con tại khu vực cách ly tổ 45, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự cảm thông, động viên bà con trước khó khăn, bất tiện tại khu cách ly. Bà con thì chịu khó giữ, đặc biệt là ít khi việc ra ngoài. Cố gắng nhắc nhở bà con thì đừng có tiếp xúc, cái chủng này nó nhiễm rất là nhanh. Qua tìm hiểu đời sống và nhu cầu thiết yếu của bà con khu cách ly, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương quan tâm kịp thời hỗ trợ bà con, đồng thời động viên bà con yên tâm và thực hiện tốt những quy định phòng chống dịch tại khu cách ly. Chấp hành chịu khó một thời gian nữa, hy vọng là mọi việc nó sẽ được ngăn chặn dịch bệnh sớm để cho bà con sớm quay về cái trạng thái bình thường. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà.